Các bạn muốn rất yêu thì mình sẽ cắn ở giữa và cắt lại, mình chia ba nó ra thì nó sẽ đều. Các bạn đang em cỡ cổ vuông và trăm cái đi nữa cũng sẽ đều nhau như vậy. Đây là các bạn đang và chúng ta để cho dầu sôi, chúng ta bỏ vào. Nhưng có một cái kỹ thuật để mình giữ cái bánh đa nhanh tính là mình bỏ lên này, sẽ dùng phòng lên, bỏ vô đừng quá sôi, đừng quá lắng, lắng nghe cho để mình hơn. Sự kiện chương trình mang đậm bản sắc Huế, sáng tạo và đầy hấp dẫn. Và tiếp nối những sự kiện trong khuôn khổ Festival Bốn Mùa thì Ngày hội Huế Kinh đô ẩm thực do Sở Du lịch Thừa Thiên Huế chủ trì cùng với sự đồng hành của Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam và nhà tài trợ công ty Asicook Việt Nam sẽ là một hoạt động điểm nhấn giúp quý vị hiểu rõ hơn về giá trị tinh hoa ẩm thực Huế, một trong những nền ẩm thực đặc sắc lan tỏa khắp Việt Nam và được rất là nhiều những bạn bè năm châu biết đến. Và theo như đánh giá của một chuyên gia có uy tín, ẩm thực Huế là một di sản tích hợp nhiều giá trị văn hóa, tri thức dân gian, lối sống, cách nghĩ, cách thực hành, nghi lễ, tập quán xã hội và nghệ thuật trang trí. Ẩm thực Huế đã được sáng tạo, tái sáng tạo qua nhiều giai đoạn lịch sử bởi nhiều thế hệ chủ thể và lưu truyền, phổ biến cho đến nay. Và ẩm thực Huế đã trở thành một thương hiệu quốc gia và đâu đó cả quốc tế nữa. Ẩm thực Huế được các nhà nghiên cứu đánh giá là rất đặc trưng và đặc sắc với trên hơn 1.000 món ăn đã được kiểm kê. Điều tra bước đầu thì cơ bản được chia làm 3 loại, bao gồm ẩm thực dân gian, ẩm thực cung đình và ẩm thực chay. Ngày hội Huế Kinh đô ẩm thực hứa hẹn sẽ tạo ra một không gian văn hóa ẩm thực nhẹ nhàng nhưng đặc sắc, mới lạ và hấp dẫn, là một trong những điểm nhấn của chuỗi các hoạt động văn hóa lễ hội tại Huế trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, cùng theo đó là lễ hội mùa hạ Festival Huế năm 2022. Vâng, kính thưa. À, cho em hỏi chút xíu anh tên là gì ạ? Anh đến từ Huế luôn đúng không ạ? Và ngày hôm nay anh cảm thấy rằng phần quảng diễn vừa rồi của cô Hiền ở đây thì có thể đem đến cho anh thêm nhiều những sự thú vị về món này không ạ? Được biết là cô người Việt Hà rất là lâu rồi, là biết được tài năng của cô, nhưng mà đến hôm nay mới được nhìn thấy được bản thân con của cô, nên cảm thấy rất là vui và rất là vinh dự đến ở đây để chiêm ngưỡng những cái tác phẩm rất là công phu, rất là tỉ mỉ mà hồi xưa thì có vua chúa mới ăn được. Vâng, hồi xưa thì vua chúa ăn được, còn bây giờ là món ăn của tất cả mọi người đúng không ạ? Dạ, nó rất là gần gũi và dân dã hơn và nó có thể làm ở nhà, dạ, như cô Hiền vừa chia sẻ. Và bây giờ thì là lúc mà anh sẽ cùng trải nghiệm cũng như thưởng thức những món ăn trên khu vực sân khấu nhé, những tác phẩm đến từ cô Hiền, xin mời. Đấy, em thấy chưa? Và còn rất là nhiều những phần quảng, những ẩm thực trong buổi tối ngày hôm nay.